mai mình sẽ đi mình từ Vĩnh Yên lên Hà Nội. Đấy, lên Hà Nội chơi một đêm. Hôm nay là thứ bảy, đi cả Hà Nội luôn. Đấy, thì mình sẽ dẫn cho thằng em mình và thằng camera mình, camera man của mình. Và máy quay mình với một máy quay mới là GoPro. Camera mình là người hỗ trợ tài chính những vụ này. Mình là camera của mình á. Thằng camera của mình là người hỗ trợ tài chính của mình. Là thằng hôm nay là nó sẽ bao quát cả Hà Nội. Bao quát cả Hà Nội. Xem hôm nay mình sẽ đi review những cái gì nhá. Ok nha. Anh em ạ. Hôm nay có bạn ở dưới đấy ạ. Đang đi rồi. Mình bật đèn lên cho. Thôi được rồi. Đang đi ở đây thằng nhầm mình. Camera. Đang đi rồi. Tí mình đến lời mình quay tiếp cho anh em xem nha. Vừa vào sai của cây mình quên không quay cho anh em xem. Tối mà có đua thì mình sẽ quay cho anh em xem nhá. Tối nay cả vì cũng có đua thì vì hôm nay là dịch người ta không, hôm nay thứ bảy đánh em hay thứ bảy thì nó sẽ đóng cái này lại, đóng hồ lại để người ta đi bộ ấy, cả phố đi bộ ấy. Nhưng mà dịch thì người ta không đóng nữa, người ta sẽ mở ra để chống Covid-19. Bây giờ đang đi đâu đây anh? Bây giờ mình đang đi dạo, đợi đến 12 giờ để xem đua. Mình đi ra cửa quận xem chốt nha, nếu có chốt mình quay vào xem nhá. Ở đây. Bây giờ dịch nhưng mà nó vẫn đông lắm anh em ạ. Đông kinh khủng luôn. Đấy anh em thấy đông không? Này. Mình không đeo khẩu trang, mình bị công an nó phạt 2 lít nên là mình đi mua rồi. Nha. Mình mua 10 cái. Em đi xuống hồ rồi đeo khẩu trang vào. Em đi xuống Hà Nội thì phải có khẩu trang nhá. Ý tôi có khẩu trang á thì người ta công an không bắt, người ta phạt tiền đấy. Đấy, chát hết đấy. Các bạn em một đừng có đùa, chát hết đấy. Ôi anh em nhá, 12 giờ rồi. Đấy. Mấy người lượn mấy vòng Hà Nội ấy, mấy 12 giờ rồi. Hello. Bây giờ đi vừa uống nước bị công an nó đuổi. Xem đua công an đuổi. Bây giờ đi và bây giờ đang đứng đây. Đây là vỉa tứ thế. Anh em mình đang xem vỉa hồ, vỉa đít mẹ vỉa cam tử luôn. Bây giờ mình ra chỗ vỉa quay anh xem. Quay anh đang đi gặp ông anh này ở dưới Hà Nội anh em ạ. Đấy ông anh Lam Tào. 12 giờ rồi. Chắc chắn là có đùa. Đến giờ của chơi choi rồi. Đến giờ của chơi choi rồi. Anh xem hết clip này. Nãy vừa có đoàn đua nhưng mà mình quên mất. Quay xịt. Đến chợ Đồng Xuân nhá. Chúng xong tí ra chợ Đồng Xuân. Làm cuốc. Trần Duy Hưng. Đi bộ em cứ quay nhá. Máy nhiều ghi ạ. Quay đi. Cho mình quay giờ sáng mai anh gặp tao thật. Mình dùng con Pro Max bình thường anh ạ. Đoàn nhưng mà là 256GB. Đoàn là phi từ Tràng Tiền vào. Đúng rồi. Đoạn cua đẹp, đây mình ra đoạn cua biển này. Biển này biển gì anh nhỉ? Em quên mẹ rồi. Biển Cảm Tử. Cảm Tử đúng không? Ơ, biển Cảm Tử đây á. Đây là kỳ thế à? Đây rồi, ở đây bây giờ bu lỗ thôi. Đây, mày cho anh em nhá. Cho đấy, đi mẹ mày đấy, anh em thấy cho nhiều. Anh em cứ yên tâm nhá, nhớ xem hết clip để được xem đua nhá. Hôm nay chắc chắn có đua, lấy mình lấy mà có đoàn đua nhưng mà mình quên. Ui đây là đoàn bao nóng đây. Đây là tốt xương xương khoảng 10-20 xe. Khoảng 10-20 xe. Có cả xe điện luôn. Đây là chú đang đi từ gọi tốp nhau rồi đúng không? Đang đi tìm nhau. Này chính xác đua ở đây mà kiểu ngày xưa mà đông mà cả thằng đi trước nhìn, những thằng đằng sau nhìn thằng đi trước cái cay nhờ. Cay vẫn luôn. Chỉ muốn đánh ấy nhờ. Đây. Đấy. Từng tốp một nha. Đây mới chỉ là bình thường thôi, xương thôi. Đang từng tốp gọi nhau đông. Bây giờ mấy giờ nhờ? Đây. Em nhìn nhá, đây. Đây là 12 giờ nhá. Đây, mấy giờ ở đây? Đã sáng này quay cho anh xem về mấy giờ. Chưa 12 giờ, gần 12 giờ nhá. 12 giờ kém 5.
Đây rồi anh em ơi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây đuôi không để quay quay đây, quay trong ngoài rồi. Đây là đoạn đuôi rồi nhá. Chất lượng vãi lùn luôn. Đây một tí. Bốc đầu luôn này, bốc đầu luôn này, bốc đầu luôn này. Nhờ đi. Rồi, nhờ đi. Đấy, kết hồ luôn. Quả đấy là xương xương là khoảng 10 xe. Chục xe. Tôi với nàng đi đua giữa thành đô Hà Nội. Một buổi chiều mùa thu, ngồi trên con rinh chiến nghiêng mình giữa ngã tư. Ra số Vega và La Hút trên đường dài từ biển qua bao ngàn năm qua. Một chiếc cơn gió hào sang số về, rồi tiến về trung tâm cùng anh đã lên về. Chào các bạn nhé, hẹn các bạn ở clip sau, bye bye.